Các bạn trong thân mới đưa tay em Khánh Trần Vũ miền Bắc đang có mặt tại Kiến An, Hải Phòng. Và vừa rồi là đo đạc các kiểu, và có lẽ rằng là từ đến chiều tối sẽ hoàn thiện nghiệm thu bàn giao cho gia đình nhà anh Lâm ở đây một cái tác phẩm trần gỗ với chất liệu là gỗ gõ đỏ phun toàn bộ không gian của phòng khách, phòng bếp ăn và cũng như cả bức vách tivi cực kỳ sang trọng và đẳng cấp. Và phía sau lưng em Khánh đây là một cái tác phẩm nhà rất là đẹp, và anh chị em có thể thấy rằng là với kiến trúc như thế này thì chắc chắn rồi chỉ có đại gia mới chơi như vậy, đúng không ạ? Nhôm đúc toàn bộ hệ thống cửa cổng luôn các bạn nhé. Và ngay bây giờ là mời tất cả các bạn anh chị em sẽ cùng đi sâu vào bên trong để cùng ngắm nhìn toàn bộ cái tác phẩm trần gỗ mà đơn vị Trần Gỗ miền Bắc đang trong quá trình hoàn thiện những cái giai đoạn cuối cùng cho gia đình nhà anh Lâm và chị gái tại đây đó. Và đây là một căn hộ mái Nhật 2 tầng rất lớn, rất đẹp của gia đình nhà anh Lâm. Đây, mọi thứ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện những giai đoạn cuối cùng. Và có lẽ rằng là ngay bây giờ là mà tất cả các bác anh chị em sẽ cùng gặp gỡ anh chủ nhà, đó chính là anh Lâm, để xem rằng anh ra chia sẻ như thế nào về đồ thợ Trần Gỗ miền Bắc. Anh Lâm ơi, em gặp anh xíu ạ. Và ngay lúc này đây thì em Khánh đang đứng cạnh anh Lâm là anh chủ nhà, và rất là mong muốn được lắng nghe những lời chia sẻ của anh Lâm về cảm nhận của anh như thế nào về cái tác phẩm trần gỗ với chất liệu là gỗ gõ đỏ và cũng như là tư cách thi công của đồ thợ Trần Gỗ miền Bắc anh Lâm. Trước tiên thì anh cảm ơn tất cả các em đồ thợ. Sau đó cảm ơn em Khánh. Dạ vâng. Đã cho anh cái tác phẩm đẹp. Dạ vâng. Đấy. Cái quan trọng nhất là hôm nay là anh thấy từ hôm các em đóng trần này này, bạn của anh vào rất nhiều. Các bạn ấy toàn chê thôi. Toàn chê. Chê làm sao các chú mượn thợ đâu đóng đẹp thế. Đấy. Chê chút được anh. Vâng. Đóng rất chi là đẹp. Đấy, anh dạ vâng. Đấy là của em Khánh miền Bắc, dạ Trần vâng, Gỗ miền Bắc, miền Bắc. Dạ đấy, vâng. Em đóng tác phẩm này đẹp. Dạ vâng. Kể mà em lấy nửa tiền thì phải. Hay là bây giờ mình làm lại anh, làm lại chắc khả năng là làm lại để em lấy nửa tiền của anh. Không, chắc chắn là nếu mà có anh em bạn bè mà có chương trình thì anh sẽ nhất định dạ sẽ vâng. tư vấn mà các bạn sẽ đến dạ vâng, dạ vâng. tham khảo. Em cảm ơn anh Lâm rất nhiều. Và một lần nữa thì cảm ơn anh Lâm rất nhiều. Và chúc anh, chúc chị và chúc cả đại gia đình nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Và hy vọng rằng là trong tương lai nếu như có những cái câu chuyện gì về đồ gỗ trang trí trong nhà nữa thì là hy vọng là anh mình lại tiếp tục bắt tay như vậy. Okay, cảm ơn anh Lâm rất nhiều. Dạ anh vâng. cũng rất mong muốn được gặp được em nhiều. Dạ vâng. Thì thực ra là em chia sẻ với anh rằng là em làm ở Hải Phòng cũng rất nhiều. Phải nói rằng là anh chị em Hải Phòng không phải nịnh đâu, nhưng mà thực sự là có một cái phong cách gì đó là thực sự là đúng chất của Hải Phòng. Rất là tuyệt vời. Em cảm ơn anh Lâm rất là nhiều. Dạ vâng. Và đó là những lời chia sẻ của anh Lâm, anh chủ nhà. Và chắc chắn rồi, lắng nghe những lời chia sẻ của anh Lâm rồi thì có lẽ rằng là sẽ phải gặp gỡ ở nóc nhà của anh, đó chính là chị gái. Chị ơi, em gặp chị một xíu. Dạ vâng. Em gặp chị một xíu. Mấy khi đâu chị? Dạ, chị xấu. Em gặp chị ra đây một xíu chị. Mấy khi đâu chị? Chị thì hơi xấu hổ một xíu, nhưng mà em muốn hỏi chị một xíu rằng là chị gái tên là gì chị nhỉ? Tên là chị Bình. Chị Bình. Thì là anh em làm việc ở đây được vài ngày và cũng như là sắp hoàn thiện xong cái tác phẩm trần gỗ cho gia đình nhà mình rồi, thì khách quan mà nói chị gái cảm nhận như thế nào về cái tác phẩm trần gỗ? Thứ nhất là chị cảm ơn gọi là các em làm trần gỗ ở đây này rất nhiệt tình này, xong rồi làm gọi là chú đáo cho gọi là gia đình nhà chị này. Mới thứ hai nữa là cảm ơn em Khánh. Dạ vâng. Này gọi làm trần gỗ cho nhà chị gọi là ai vào nhìn cũng khen là cái trần gỗ này ở đâu nó đẹp. Vâng, em cảm ơn chị Bình nhiều. Dạ vâng, cảm ơn chị Bình rất nhiều. Dạ vâng. Chị cứ xấu hổ, nhưng mà thực ra là chị phát biểu rất tuyệt vời. Đó như là chia sẻ của chị Bình. Và ngay bây giờ là ngay bây giờ là mời tất cả các bạn anh chị em sẽ cùng đi sâu bên trong để cùng ngắm nhìn toàn bộ cái tác phẩm trần gỗ với chất liệu là gỗ gõ đỏ mà đơn vị Trần Gỗ miền Bắc đang trong quá trình hoàn thiện những cái giai đoạn cuối cùng cho gia đình nhà anh Bình, cho gia đình nhà anh Lâm và cũng như là chị Bình tại đây các bạn nhé. Và một cái tác phẩm trần gỗ với chất liệu là gỗ gõ đỏ phun toàn bộ không gian phòng khách trải dài và mãi bên trong. Mẫu trần là mẫu trần 3 cấp cực kỳ sang trọng và đẳng cấp luôn các bạn nhé. Nếu đã nói về gỗ đỏ, nó là một trong chất liệu chỉ có đại gia mới dám chơi và muốn gọi là sở hữu được các bạn nhé. Bởi vì giá thành của nó là thực sự là không hề thấp một chút nào cả, nhưng mà thực sự là tiền nào của nấy, đúng không ạ? Một cái tác phẩm trần gỗ với chất liệu là gỗ gõ đỏ, mẫu trần là mẫu trần 3 cấp. Ở đây sẽ là một ô chống đánh dai treo quạt trần hoặc đèn chùm rất là ok. Và đi sâu bên trong đó cũng chính là một không gian của trần gỗ 3 cấp. Và bên kia là không gian của phòng bếp ăn. Mẫu trần là mẫu trần 2 cấp các bạn nhé. Phun toàn bộ một căn hộ mái Nhật rất đẹp của gia đình nhà anh Lâm và chị Bình tại đây. Đặc biệt hơn, điểm nhấn của một không gian này đó chính là bức vách tivi. Vách tivi này em Khánh thiết kế cho anh gia đình anh chị, đó chính là bức vách cổ điển các bạn nhé. Hai bên là hai cái cột rất đẹp và rất sang trọng, đấu cổ điển luôn. Và chỗ này là sẽ đan hình thoi từng tấm các hình tấm các kiểu, là thực sự là rất là đẹp. Ok, một lần nữa tôi cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều đã theo dõi clip của em Khánh Trần Gỗ miền Bắc, và đừng quên ở lại cho em xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video. Một lần nữa tôi cảm ơn anh trai nhiều nhé. Em xin phép. Dạ vâng, chúc sức khỏe. Chúc em lên đường thượng nội bình an này. Dạ vâng, cảm ơn anh. Năm tới này
nhiều công việc mới này. Dạ. Thành công hơn nữa. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều. Kiếm thật nhiều tiền về. À, dạ vâng. Nhớ dạ. là mang tiền về cho vợ nhá. Vâng, vâng, vâng. Em có vợ rồi anh. À, rồi, okay. À, vâng, cảm ơn anh nhiều. Dạ vâng, chúc anh sức khỏe anh nhá. Em chào anh. Anh Long có tuyệt vời, em xin phép. Dạ vâng, em lại bắt tay chị cái lần nữa. Cảm ơn anh chị nhiều, em xin phép ạ. Ok, một lần nữa tôi cảm ơn tất cả các bác anh chị em rất nhiều đã theo dõi clip của em Khánh Trần Gỗ miền Bắc. Và đừng quên để lại trong xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video. Và anh chị em có nhu cầu về làm trần gỗ tự nhiên như là gỗ xoan, gỗ pơ mu, gỗ gõ đỏ đẹp như gia đình nhà chị Bình và anh Lâm, liên hệ hotline để trên màn hình là 0395031999. Và em là Khánh, Trần Gỗ miền Bắc. Xin chào. Trần Gỗ miền Bắc, nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999.